Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Nhân dịp ngày hôm nay buổi chiều, Lâm cùng một người bạn đi giao hàng, chính xác là giao nước hoa cho khách hàng. Sẵn tiện những ngày độ xuân về thì thành phố bỗng dưng nhộn nhịp hơn hẳn, đông người hơn, vui hơn và mọi người đang khá là tất bật với công việc của mỗi người. Đi làm về, học sinh thì đi học về, buổi chiều rất là đông vui. Với lại cái không khí Tết khá là mát mẻ, nó rất là thích hợp để mà chúng ta đi dạo dạo phố xuân đó các bạn. Thật ra đối với một số người thì những cái ngày xuân như thế này họ sẽ đi chơi là nhiều, còn bọn mình thì đi giao hàng. Nhưng mà trong cái tranh thủ trong lúc mà giao hàng thì Lâm cũng sẽ cố gắng ghi hình lại cho tất cả các bạn xem, anh chị cô bác nào ở miền xa, thí dụ như ở phía Bắc, miền Trung hoặc là ở những nơi xa mà không có dịp đi xuống Cần Thơ, miền Tây thì cũng có những hình ảnh để mà xem, để mà biết là ở Cần Thơ vào những cái độ sắc xuân như thế này thì nó sẽ như thế nào. Thì Lâm mạn phép quay video bằng điện thoại và Lâm không có dùng gimbal để quay. Hình ảnh thì có thể là nó không có được mượt mà lắm, nhưng mà với bằng tất cả cái sự cố gắng thì Lâm cũng sẽ quay cho các bạn xem để có những cái hình ảnh chân thật nhất về những cái ngày Tết ở miền Tây mình, hay nói đúng hơn là những cái ngày độ cận Tết, giáp Tết ở vùng đất Tây Đô nha các bạn. Nào chúng ta cùng xem video clip. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ và có được những cái giây phút thư giãn nha. Và chúng ta đang di chuyển về hướng Đại lộ Hòa Bình, nơi mà người ta hay nói là nếu mà chúng ta đi chơi hoặc đi dạo ở Cần Thơ mà không có đi ngang cái Đại lộ Hòa Bình thì chưa gọi là đi Cần Thơ. Là một cái chùa Phật Ngọc. Chùa này được sửa sang cách đây từ 45 năm, có quy mô cũng khá là lớn và nằm ngay trang trung tâm thành phố Cần Thơ. Nếu các bạn có dịp và tín ngưỡng chiêm bái thì nên ghé vào một lần chụp ảnh, cũng giống như là để thắp hương cũng rất là hay. Và gọi là cánh gà nướng chân, và đây là bờ kè các bạn xem video tiếp nha. Chúng ta đang đi ở trên hồ Sáng Thổi. Chúng ta đang đi một vòng của hồ Sáng Thổi của Ninh Kiều, Cần Thơ nha các bạn. Ngày hôm nay là khoảng 23 âm lịch rồi, chỉ còn một tuần lễ nữa thôi thì sẽ là Tết rồi nha các bạn. Các bạn có đang mua quần áo Tết chưa? Các bạn đã chuẩn bị nhà cửa như thế nào rồi? Hãy đi comment bên dưới cho mình biết với nha. Chợ Tết ở Cần Thơ rất là đông vui bởi vì cái số lượng mai, đào như là bông, cúc, các cái á, nhiều hơn những cái tỉnh khác rất là nhiều, bởi vì nó phân bổ ở gần tới ba khu vực. Lần thứ nhất là khu vực quen hồ Sáng Thổi, thứ hai sẽ tập trung ở Bến Ninh Kiều, và thứ ba nữa là phố Ông Đồ, gọi là phố đi bộ các bạn.
mà đặc biệt xôn xao nhiều nhất là ở dưới hồ Sân Thỏ này, nó giống như là một cái dòng số 8 vậy đó. Nếu mà chúng ta hay đi hết cái số 8 này thì toàn là hoa và hoa thôi ha. Giờ này thì chúng ta cũng có thể chạy xe được, nhưng mà khoảng 3 đến 4 hôm nữa thì cái con đường này sẽ hạn chế xe Honda đi ra vào, bởi vì cái nơi này là nơi mà người ta mua bông kiển rồi đó, chứ hạn chế những đứa con nít mà sẽ đứng gần những cái chậu kiển lớn như thế này thì nó sẽ ngứa, nó sẽ phá hoặc là quậy thì sẽ hư các kiểu các kiển của người ta ha. Nghe đâu đó thì ở dưới Bến Ninh Kiều có bán một cái cây mai trị giá gần 2 tỷ đồng các bạn. Mua bông hoa vào những cái ngày này là vừa, hạn chế mua hoa vào ngày 30 tội nghiệp người bán các bạn. Đi ngang xài Fantasy Midnight hay sao á. Các bạn đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miền Tây, và hiện tại Lâm đang đứng ở siêu thị Cốp Mến, quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ ha các bạn. Rất là đẹp, rất là dễ thương, và xung quanh rất là lung linh và huyền ảo. Bên cạnh đó ở Cần Thơ có cái con đường đầy đèn luôn. Rất là nhiều bạn trẻ tụ tập ở đây để chụp hình sống ảo để post lên Facebook và Zalo các khán giả bạn để chụp.
Thank you.